lại nhà tôi nằm đu ở đây. Chúa, Chúa, Chúa. Thì xá đi sư à, ra đây à.
đúng mà quay hai thật. Chơi mãi không nhỉ? Đây. Nghe tiếp con. Một tí nữa sao này. Cháo vi phong, cháo chất cực, ngày thật chất. Vần chối. Bạn rất là thể diện. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Đến nát không? Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Dành ở kia chơi chơi dành ở kia chơi không? Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là...
Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là... Good Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Xem hài hước. Sao không được được? Trong chương trình Ai là Triệu Phú đầu tiên của năm 2021. Go. Quay phim màn đi. Đi con. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Điều gì mới trong trường quay ngày hôm nay không ạ? Điều mới trong... Ai là Triệu Phú? Ai là Triệu Phú? Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú?
quay lại. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Quý vị có nhận thấy điều gì mới trong trường quay ngày hôm nay không ạ? Ai là Triệu Phú? Cứ cho anh ấy đi. Cho tiếng siêu to. À, Huni à? Vâng. Huni hút à? Ai nói Triệu Phú? Ở đây mặt yếu hơn. Bật dữ liệu lên cho anh ấy. Máy nát đi. Cần tiền thừa. Mẹ cái máy ụt ra rồi. Máy nát quá. Mẹ con không chịu vào được. Anh là Triệu Phú. Cái gì? Đăng lại vào video. Đây vào. Mạng 4G ấy. Ai là Triệu Phú? Ôi là Triệu Phú bị tái rồi. Để tôi về nhà chuyển tài khoản đã. Chuyển qua tài khoản. Đợi tôi chuyển tài khoản đã. Mạ nát. Chờ một chút nha. Rồi có mạng rồi.
đứng ở đây để tôi chuyển tài khoản đã. Đi. Đây. Mạng năng yếu. Một thành tích đặc biệt đó là dùng xe máy và đi qua 65 quốc gia trong 1111 ngày. Đợi tí, chỉ sang tài khoản Hisa đi sư. Mạng lại đuyển thôi, gần hơn. Về gần hơn đã để nhận mạng á. Mạng năng yếu rồi. Đi mua cả hai phiếu đi một chút nữa. Được không? Để nhận chưa? Chưa nhận à? Sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Tôi đang rất cầm mong chờ có mạng. Quay sau. Rồi, càng gần thôi. Đứng tại nhà đã. Tí mạng. Được một mạng thôi. Bật dữ liệu lên, bật cái gì mà ấy xăng mà hay mất điện hay gì. Nhưng mà nó hết rồi. Hết bộ nhớ của mạng rồi. Đây rồi. Để máy chọn cái đi mua ra. Sao không chuyển gì mà nâu thế? Này, mạng nát rồi. Mẹ ơi, con Phong nó không chở con đi mua. Nó cứ quay đòi tìm mạng rồi. Xin chào. Bành gì? Bành hơn anh. Rồi. Chuyển tài khoản thôi. Có một video sẵn. Video tải xuống đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Triệu Phú.
Em đâu? Ôi, nó đi về hơn rồi.